sáng ngày 21 tháng 7, gần trăm người dân tập trung trước cổng Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi phiên tòa xét xử đôi nhân tình hành hạ bé Văn An. Tòa gia đình và người chưa thành niên xét xử Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 26 tuổi, về các tội giết người và hành hạ người khác theo Điều 123 và 140 Bộ Luật Hình sự, tổng hợp khung hình phạt cao nhất là tử hình. Nguyễn Kim Trung Thái, 36 tuổi, cha bé Văn An, bị cáo buộc tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm quy định tại Điều 389, tổng hợp khung hình phạt cao nhất là 8 năm tù. Theo cáo trạng, do cha mẹ Thái không đồng ý cho con kết hôn với Trang, Thái cũng không muốn có con với người tình nên Trang ghen tuông. Cô ta từng tìm đến mẹ cháu Văn An yêu cầu không được gặp con. Từ ngày 7 đến ngày 22 tháng 12 năm 2021, Trang nhiều lần dùng roi mây, cây gỗ đánh bé An. Có lần bị can không cho cháu mặc quần áo, bắt quỳ gối, giơ hai tay lên cao rồi đánh, nhốt vào chuồng chó hoặc bắt cháu quỳ để học bài trong nhiều giờ. Thái không can ngăn mà còn cùng người tình la mắng, cầm cây đánh con. Riêng vào ngày 22 tháng 12 năm 2021, từ 14 giờ đến 18 giờ, Trang liên tục đánh bé An bằng cây gỗ, đạp vào người, khiến nạn nhân bất tỉnh, sau đó tử vong. Trang và Thái thừa nhận toàn bộ hành vi hành hạ bé An, nhưng cho rằng đánh cháu An là để ngoan và học giỏi hơn. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy bé An là học sinh giỏi, ngoan, lễ phép với thầy cô. Trang bị truy tố tội giết người với nhiều tình tiết tăng nặng là giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ và động cơ đê hèn. Căn cứ Điều 205, 206 và 207 của Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 2015, việc xác định tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khỏe là trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định. Trong vụ án này, thủ tục giám định chưa thực hiện, hội đồng xét xử thấy cần hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra bổ sung kiến nghị của người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bị hại về giám định tỷ lệ thương tật của bị hại đối với các thương tích vào các ngày 7, 10, 11, 12 tháng 12 năm 2021 là có cơ sở để chấp nhận. 4. Đối với kiến nghị của người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bị hại về việc xác định bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm tội giết người với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và bị cáo phạm tội cố ý gây thương tích, thì sau khi điều tra bổ sung, hội đồng xét xử sẽ căn cứ vào Điều 298 của Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 2015 xét xử bị cáo theo tội danh mà Viện Kiểm sát truy tố và tòa án đưa vụ án ra xét xử. Do đó, với những nhận định và trả lời nêu trên, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm. Để phục vụ cho việc xét xử, tòa triệu tập 4 người làm chứng và 2 giám định viên tham gia phiên tòa. Sau phần kiến nghị của luật sư bị hại, hội đồng xét xử đã hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để làm rõ chứng cứ liên quan đến hành vi của Thái và Trang.